Mới đây, một người dùng mạng xã hội đã đăng tải lên trang Neural thông tin liên quan tới hôn lễ của Huyên Binh và Son Ye-jin khiến cả net phát sốt. Cụ thể, người này tiết lộ việc bản thân từng làm việc tại phim trường Confidential Assessment 2 với vai trò lắp đặt đạo cụ. Trong thời gian làm việc, người này có nghe mọi người ở đoàn phim nói về việc Huyên Binh sắp kết hôn. Thậm chí, Huyên Binh đã hủy mọi lịch làm việc từ giờ tới cuối năm để tập trung cho việc hôn nhân. Theo đúng như những gì người này tiết lộ, thì sau khi Huyên Binh hoàn thành việc quay Confidential Assessment 2, nam diễn viên sẽ chuẩn bị đưa Son Ye-jin về dinh. Trước đó, trên mạng cũng liên tục xuất hiện thông tin về hôn lễ của Huyên Binh và Son Ye-jin diễn ra vào cuối năm nay. Thậm chí, bố mẹ Huyên Binh cũng được cho là đã đi xem và mua nhà tân hôn cho cặp đôi. Cách đây không lâu, Son Ye-jin xuất hiện rạng rỡ trong hậu trường một buổi chụp hình càng khiến dân tình tin rằng tin đồn kết hôn là thật. Nữ diễn viên khoe visual đỉnh cao với nhan sắc mặn mà, làn da trắng sứ không tì vết. Hơn một năm hẹn hò Huyên Binh, Son Ye-jin ngày càng thăng hạng nhan sắc khiến khai biết tin rằng cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất của tình yêu. Chuyện về chung một nhà là điều hiển nhiên. Trái ngược với nhan sắc ngày một lên hương của bạn gái, ngoại hình Huyên Binh lại được nhận xét là có phần phát tướng so với trước. Nhìn ngoại hình của Huyên Binh hiện giờ, nhiều người dành lời khen cho Son Ye-jin. Họ đều cho rằng Son Ye-jin chăm sóc người yêu rất mát tay. Trước đây không ít lần Huyên Binh và Son Ye-jin được khán giả đặt nghi vấn hẹn hò nhưng họ đều một mực phủ nhận. Hồi tháng 1 năm 2019, Huyên Binh và Son Ye-jin từng bị bắt gặp đi siêu thị tại Los Angeles, Mỹ. Có tin đồn cặp sao bí mật đến Mỹ để hẹn hò, thậm chí gặp gỡ gia đình hai bên để bàn chuyện kết hôn. Tuy nhiên, hai bên nhanh chóng phủ nhận tin đồn. Phía công ty quản lý của Huyên Binh còn giải thích lý do khá rõ ràng cho cuộc gặp mặt này. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2020, thông tin Huyên Binh Son Ye-jin chuẩn bị kết hôn xuất hiện trên mạng xã hội xứ Hàn. Nguồn tin cho biết cả hai đang trong quá trình chuẩn bị và sẽ công bố sau khi hạ cánh nơi Anh kết thúc. Cặp đôi từng có quá trình yêu nhau rồi chia tay nhưng hiện tại đã tái hợp và tính tới chuyện cưới xin. Thông tin này khiến người hâm mộ vui mừng và sẵn sàng đón đám cưới thế kỷ. Tuy nhiên, phía hai diễn viên một lần nữa phủ nhận. Công ty quản lý của Son Ye-jin khẳng định tin đồn không đúng và cho rằng khán giả quá yêu thích nhân vật trong phim nên mới có chuyện đồn đoán như vậy. Trong buổi họp báo bộ phim Hạ cánh nơi anh, khi được hỏi về chuyện hẹn hò, Huyên Binh cho biết: "Chúng tôi chỉ cười trừ trước tin đồn, những lời đồn thổi bên ngoài không ảnh hưởng đến quyết định của tôi khi chọn dự án này. Tôi đã làm việc và thân thiết với Son Ye-jin qua bộ phim The Negotiation, cuộc đàm phán sinh tử. Cô ấy là một diễn viên mà tôi rất muốn được làm việc chung, cơ hội đã đến và tôi vui vẻ tiếp nhận nó." Tuy nhiên, cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2021, Huyên Binh và Son Ye-jin bị Dispatch tung ảnh hẹn hò. Dispatch viết, khi quay Hạ cánh nơi anh, hai người chìm đắm trong nhân vật, không thể xác định trái tim của đôi bên, không biết đó có phải là tình yêu. Sau khi phim kết thúc, hai người dần nảy sinh tình cảm nhung nhớ khi cách xa. Trong khi đó, sau khi thừa nhận tình yêu dành cho Huyên Binh, Son Ye-jin chia sẻ trên Instagram rằng, lần đầu tiên nói chuyện cá nhân chứ không phải phim ảnh trước các bạn, tôi thấy hơi mắc cỡ. Dù không biết phải nói gì nhưng tôi vẫn muốn nói vài lời. Thật ngại ngùng và cũng thật lạ lẫm. Tôi rất biết ơn vì đã gặp được một người đàn ông tốt, tôi sẽ chăm chút thật tốt cho tình yêu này. Hiện các fan hâm mộ của cặp đôi đều mong tin đồn hai diễn viên sắp kết hôn là thật, đồng thời dự đoán đây sẽ là đám cưới hot nhất xứ Hàn trong cuối năm 2021.